Đây là hóa đơn bán hàng, cụ thể là bán thành phẩm của lệnh sản xuất ngày 18 tháng 2. Sau quá trình sản xuất nhập kho thành phẩm thì công ty chúng ta sẽ xuất bán cho công ty xây dựng dân dụng Hà Nội kèm theo chứng từ phiếu xuất kho ngày 18 tháng 2 là xuất bán bê tông nợ 6322 có 155 theo phiếu xuất là phản ánh giá vốn của thành phẩm xuất ra. Đối với hóa đơn bán hàng, các bạn định khoản nợ tài khoản 131 tổng giá trị phải thu của khách hàng, có tài khoản 5112 chi tiết cho thành phẩm, có tài khoản 3331. Thao tác trên phần mềm kế toán Visa như sau. Chúng ta vào phân hệ bán hàng, click vào chứng từ bán hàng. Chọn thông tin của khách hàng, mã số thuế 5380. Nội dung diễn giải chúng ta sửa lại theo số hóa đơn 746. Ngày toán và ngày chứng từ ngày 18 tháng 2. Chúng ta chọn với nội dung là thành phẩm bê tông tươi mát 250. Nợ cho tài khoản 131 có cho tài khoản 5112. Với số lượng là 278 mét khối, đơn giá là 1.100.000 đồng. Sang hai nhỏ, chọn thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Kiểm tra lại tổng giá trị thanh toán khớp với tổng giá trị thanh toán của hóa đơn là 336.380.000 đồng. Sang phiếu xuất bên cạnh. Phần phiếu xuất thể hiện toàn bộ nội dung của chứng từ ghi nợ bê sang. Tiếp theo sang phần hóa đơn. Phần hóa đơn sẽ thể hiện số hóa đơn và ngày hóa đơn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ bấm vào cất để hoàn thành việc bán thành phẩm mác bê tông 250 theo số hóa đơn 746, chưa thu tiền của khách hàng. Chúc các bạn học tốt!